Dạ thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe một lời giải thích về cái tựa của cuốn sách Dòng họ Ngô Đình, Ước mơ chưa đạt. Thưa ông, giấc mơ đó là gì và vì sao lại chưa đạt được thưa ông? Dạ thưa tôi vì cái có cái cơ duyên được ở gần ông Ngô Đình Cẩn suốt cái thời gian đại nhất Cộng Hòa. Thế và ở trong một cái phương vị nhỏ bé thôi, nhưng mà vì được ở gần gia đình họ Ngô, cho nên tôi được những người trong gia đình và nhất là bà thân mẫu được ông Ý Nguyễn Văn Thuận, là một bà chị gái lúc đó, lúc mà cuối đời của Ngô Đình Khả đó, thì bà thân mẫu của được ông Ý Nguyễn Văn Thuận là một người mà gọi là gần gũi cụ Khả nhất. Thế thì bà cũng đôi khi gặp thì bà cũng nói chuyện gia đình, bà cũng cho tôi biết một số những các cái câu chuyện trong gia đình. Thì và từ đó tôi cũng có một cái cơ duyên là được gặp ông Nhu riêng một vài lần. Rồi thì trong cái thời gian làm việc cũng có đôi khi vui chuyện thì ông cần có kể chuyện này chuyện khác. Thì như thế cho nên tôi đã nhưng tôi có hiểu được phần nào về cái ước mơ của gia đình họ Ngô. Thì tóm lại cái ước mơ của gia đình họ Ngô là cái ước vọng của cụ Ngô Đình Khả trối lại cho các con trước khi cụ chút thời đời cuối cùng là phải tranh đấu, cùng nhau tranh đấu giành lại nền độc lập hoàn toàn cho dân tộc và cải tạo xã hội để xóa bỏ các bất công. Thế thì trong cái tình hình thế giới hiện nay như ông thấy, thì theo sự nghiên cứu của Ngô Đình Nhu đó, thì ông thấy ở cái đất nước mình là một cái đất nước nhỏ bé mà lại nghèo nàn lạc hậu, thành ra đứng ở trong một cái thế rất là khó khăn giữa khối cộng sản và khối tư bản, và ông ấy chủ trương rằng là tư bản thì cũng không có tốt lành gì cho bao nhiêu. Cũng là cái chuyện bóc lột con người một hình thức khác, cộng sản cũng là một cái chủ nghĩa mà bóc lột con người trong một hình thức khác, cho nên họ chủ trương một cái chế độ gọi là chế độ dân chủ xã hội nhưng mà không cộng sản đó. Thì trước mơ đó của họ đó thì ông tổng thống Ngô Đình Diệm đã cũng nói công khai trong một bài diễn văn đọc trước quốc hội thì phải, tôi nhớ ông máng thế, đã nói đến cái chuyện đó, nghĩa là ta không theo tư bản và cũng không theo cộng sản, nhưng mà cái đường lối nhân vị là cái đường lối mà phục vụ cả cá nhân và cả cộng đồng. Thế thì còn ông Nhu thì ông nói rõ hơn, nhất là chuyện ông nói với những người ngoài quốc, nói với Manili của phái đoàn Ba Lan chẳng hạn, đều nói rõ ràng cái chuyện đó. Ông nói cán bộ cộng sản, những người cán bộ cộng sản đến gặp ông cũng nói vậy, ta sẽ không theo cộng sản và không theo tư bản, ta có đường lối độc lập của ta. Thì cái ước mơ đó của họ chưa thành được là bởi vì họ đã bị gục ngã giữa đường rồi, đâu đã thực hiện được cái dân chủ xã hội không cộng sản cho Việt Nam đâu. Vì thế mà tôi đặt cái tựa đề cuốn sách của tôi là Dòng họ Ngô Đình, ước mơ sẽ đạt được. Như vậy dạ thưa ông Hồng Phúc. Dạ thưa ông làm việc với ông Cẩn được bao lâu ạ? Dạ thưa, tôi làm việc với ông Cẩn từ khi ông ấy mở văn phòng cho đến khi ông ấy bị cho đến khi chế độ đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ và ông ấy bị bắt đi. Dạ thế là mấy năm ạ? Dạ 8 năm hơn. 8 năm. Dạ, thế ông cơ duyên nào để đưa ông lại gần với ông Ngô Đình Cẩn như vậy ạ? À vâng, đấy đó là một cái chuyện lạ lắm. Thì nó cũng là cơ duyên thôi. Thì tôi thì cái hồi năm 50 đó, sau khi mà học xong trung học ở Hà Nội thì lúc bây giờ cũng đang bơ vơ vì vào Hà Nội cũng một mình thôi. Thế rồi thì lúc bây giờ thì ở miền Trung, Tổ Hiến Phan Văn Giáo cũng đang kiếm những thanh niên và người khác vào để mà huấn luyện là mở cái trường quân sự ở Huế. Thì tôi được nghe nói rằng ở trong đó ông Giáo cũng đã tranh đấu được một cái nền độc lập rất là rộng rãi, pháp bị hạn chế như cái này vân vân. Thế thì nghe như vậy thì cộng với lại cái tính gọi là ưa mạo hiểm của tuổi thanh niên, thế thì tôi với mấy người bạn, trong đó được cái ông Nguyễn Văn Tố mà có lẽ ở Hà Nội nhiều người biết, ông là giám đốc cái võ đường Võ Việt Nam ở đường Hàng Bông, thì ông hướng dẫn chúng tôi, trong đó hơn 100 thanh niên đi vào tình nguyện vào cái trường võ bị của Việt Minh Đoàn ở Huế. Thì sau khi ra trường tôi được về phục vụ ở một cái tiểu đoàn của quân đội quốc gia là tiểu đoàn 7. Thế rồi thì năm 52 thì tiểu đoàn 7 ra đóng đồn giữ an ninh diện địa ở ngoài hai cái quận Vĩnh Linh và Gio Linh của Quảng Trị. Thì tôi là trung đội trưởng được đóng ở cái đồn Cửa Tùng, là ngay cửa biển Cửa Tùng, tức là về sông Bến Hải bây giờ đó. Thì đến năm 52-53 thì tôi được giao chỉ huy cái đại đội, tức là làm công an cách chia, hoặc là công an cách chia nó như là quận trưởng với quân sự đó ở cái vùng đó.
Thế thì tôi bị Việt Cộng đánh hai trận rất là nặng. Thế nhưng mà cũng bề trên che chở, thành ra tôi không có bị trở lại gì, mà coi như là thắng. Thế thì từ đó thì nó có một cái tiếng rồi cái họ đồn vào trong Huế. Thế nhưng mà sau đó thì tôi bị đau. Đau thì hồi đó tôi cũng mới cưới vợ nên hai vợ chồng vào, tôi vào bệnh viện Huế nằm được ít ngày. Thì khi ra viện thì chúng tôi nghỉ dưỡng bệnh, thì tôi với em nhà tôi đến mướn một cái phòng nhỏ của ông đại úy Nguyễn Văn Tú ở cạnh nhà thờ Vũ Gan. Thế thì trong cái thời gian tôi ở đồn Cửa Tùng thì có đức giám mục của phận Huế là cho thi hồi đó, ngài ra thăm mấy ở đảo đó, thì buổi tối thì cũng muốn được an ninh nữa thì ngài vào ngủ trong đồn tôi, với tôi thành ra quen biết. Thế thì khi ngài nghe tôi đau và đến đó thì ngài đến thăm. Thì đức cho thi người Pháp, nhưng mà ngài cũng rất bình dân, đi bộ từ tòa giám mục đến nhà cái ông đại úy Tú này cũng cách nhau được khoảng được chừng 500 thước. Ngài đi bộ và đến thăm tôi. Thăm tôi rồi thì ngài kéo tay tôi dắt tôi qua bên tòa giám mục để gặp cha Cadier. Cái Cadier chắc Long cũng biết là một học giả mà thời đó không mấy ai cũng biết tiếng người. Ngài muốn gặp tôi để hỏi thăm về cái xứ Di Loan, là cái sinh quán của giám mục Lê Hữu Từ đó. Bởi vì cái họ Di Loan đó là nằm trong cái khu vực trách nhiệm của tôi ở vùng Cửa Tùng. Thế thì tôi cũng và cố cả đó là bị Việt Minh bắt đi từ khi họ cướp chính quyền năm 45 mà mới cho đến năm đó, tức là năm 54 đó, là mới đầu năm 54 mà ngài mới được thả. Thì ngài muốn hỏi thăm tôi về cái tình hình sinh hoạt của cái xứ Di Loan. Thế từ cái chuyện mới cha đi đến thăm tôi rồi dắt tôi đi và để hai cha con đi vậy, thì chắc ông Long cũng biết là một vị giám mục mà đến tận nhà thăm một giáo dân thì nó là một cái chuyện hiếm có. Thành ra trong phủ Cam ở đó họ đồn dầm lên thì là đến tay ông Cẩn. Thì ông Cẩn mới thì tôi lại đây có một cái là thì hồi ở đó thì có cha Vũ Đồng ở trong khu vực của tôi, và tôi đã quen thân với ngài và gia đình ngài, mà ông cố cha Vũ Đồng lại là cha đỡ đầu của ông Cẩn. Thành ra cha Vũ Đồng ở ngoài đó thì gặp về thì có ghé thăm ông Cẩn, thì có một lần ngài vào thăm đó thì ông Cẩn có hỏi ngài có biết là cái anh chú ý nào ở trên đó không, thầy đại khái thế. Thế thì vừa đông mà biết thì ông bảo cho đến được gặp ông, đến đông cho ông gặp. Ông gặp thì là từ đó thì là tôi có một cái liên hệ với ông Cẩn. Vâng, thế rồi thì... Dạ, thưa ông, thế trong thời gian gần gũi với ông Cẩn một thời gian dài như vậy, ông xin ông vui lòng cho nghe gia đình của cụ Ngô Đình Khả có tất cả là mấy người con thưa ông? Thưa cụ Ngô Đình Khả thì có tất cả là 9 người con, 3 cái, 6 trai. Bà người con đầu là gái, tức là bà Ngô Đình Thị Giao. Vâng, rồi tức là bà Thừa Tùng nữa. Dạ. Tức là bà Thừa Tùng đúng không? Vâng, tức bà Thừa Tùng. Dạ. Rồi đến ông Ngô Đình Khôi, dạ. Rồi đến ông Ngô Đình, Ngô Đình Thục, rồi đến ông Ngô Đình Diệm, rồi đến hai người con gái nữa là bà Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu được ông Nguyễn Văn Thuận. À, tức là bà Nguyễn Văn Ấm đó. Vâng, bà Nguyễn Văn Ấm đó. Dạ. Thế rồi đến người con gái kế tiếp là bà Nguyễn Văn, bà Cả Lễ đó, cứ gọi là bà Cả Lễ, tức là bà nhạc mẫu của ông Trần Trung Dung đó. À vâng. Vâng, là bà Ngô Đình Thị Hoàng đó. Dạ. Ngô Đình Thị Hoàng. Rồi đến ông Ngô Đình Nhu, rồi ông Ngô Đình Cẩn, rồi người em một con út là ông Ngô Đình Vệ. Người ta cứ lầm gọi ông Cẩn là cậu út, thật ra là ông Cẩn chưa phải là út rồi. Chưa phải là út ạ. Dạ. Ông Cẩn là áp út thôi, ông còn trên nguyện. Thưa ông, chúng tôi có một cái thắc mắc là sinh trưởng trong một cái gia đình danh gia vọng tộc là đẹp trai. Ông có biết vì sao mà ông Cẩn không lập gia đình không thưa? Vâng. Thưa, theo tôi biết và những người xung quanh ở đó nói thì và người trong gia đình thì đúng hơn, chứ người xung quanh thì cũng không biết cái chuyện đó. Là khi mà ông Diệm từ chức thượng thư đó mà về để mà gọi là đi theo cái con đường tranh đấu riêng của mình đó, thì thực sự là họ để mà thực hiện cái ước vọng của ông cụ Khả, cái lời trăn trối của ông cụ Khả. Thì khi đó trong gia đình cũng không có gì là sung túc. Thế rồi thì ông Diệm thì về như thế, không còn lương bổng gì cả, còn có mình ông Khôi thôi là cái người mà phải lo cũng có tất cả gia đình. Và lại trong khi đó thì là họ lại còn phải thực hiện ước vọng của thân phụ của ông. Thành ra đó, tất cả mọi công việc trong gia đình, lo cho bà mẹ, lo cái ruộng nương vân vân, đều giao cho ông Cẩn hết.
Thế thì ông Cẩn cũng là cái người mà muốn thực hiện cái ước vọng của thân phụ trong cái khả năng và trong cái phạm vi của ông ấy. Nên ông nhận lãnh tất cả những cái đó để cho các anh là ông Khôi và ông Nhu, ông Diệp được rảnh đầu óc, rảnh tay để mà lo cái chuyện làm thế nào để thực hiện cái ước vọng của thân phụ. Và vì lý do đó thì ông ấy đã tình nguyện, ông thề hứa cũng như Diệp vậy, là thề hứa ở độc thân để dành tất cả thời giờ cho công việc đó. À, dạ thưa ông Cẩn học tới đâu thưa ông? Học tới đâu thì tôi cũng không biết rõ lắm, thì bằng cấp thì tôi không có rõ, nhưng mà tôi chỉ biết rõ ràng như thế này là có ông cựu đại tá Nguyễn, ông cố đại tá Nguyễn Thế Dư, khi ông còn sống thì tôi có hỏi ông ấy về ông Cẩn, bởi vì ông ấy là cái người học cùng lớp với ông Cẩn, cùng một lớp học với ông Cẩn. Thế thì ông ấy cho biết rằng là học hết cái tiểu học đó ở trường Pellerin, trường của các phe đó, thì ông Như đấy đi vào chủng viện đi tu, ông Cẩn tiếp tục học ở trường Pellerin. Và tôi có hỏi là khi nào thì ông Cẩn thôi học, thì ông bảo ông cũng không có nhớ được, không có biết. Đấy là bởi vì khi ông đã đi tu học rồi đó, ông đi tu rồi thì ông ấy chỉ có kỳ nghỉ hè mới về. Mặc dù là ông Cẩn khi học cùng lớp với nhau là rất là thân nhau, chiều chủ nhật nào cũng đi đá banh với nhau. Nhưng mà từ đó, từ khi ông đi tu và ông Cẩn tiếp tục học và ông Cẩn cũng lo chuyện gia đình, thì ông không có gặp nhiều, thì ra không có biết rõ là ông Cẩn đã thôi học từ khi nào. Nhưng mà chắc chắn là ông đang học ở cấp trung học. Dạ thưa ông, bây giờ chúng tôi xin phép được xoay qua vấn đề công việc. Thứ nhất là xin ông vui lòng cho nghe cái lai lịch về việc cái thành lập là văn phòng cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị miền Trung, và thực chất của cái cơ quan này là gì thưa ông? Cái văn phòng này được thành lập là cái lý do là thế này, là khi ông Diệm mới về thì như ông biết đó, là tình hình an ninh nội bộ đó, nó có rất nhiều cái chuyện lộn xộn như ông thấy đó, nào là lực lượng võ trang và giáo phái, rồi thì những cái chuyện mà đảng Đại Việt, đảng của dân đảng ly khai, rồi thì nó có nhiều cái tình rất là vớ vẩn và rất là chia rẽ. Thế đến khi mà giải quyết xong được hai đảng Đại Việt và dân đảng đó, thì một số các đoàn thể ở Huế lúc bây giờ đã đứng đầu là phong trào cách mạng quốc gia, đề nghị rằng ông Cẩn nên có một cái văn phòng để làm cố vấn cho tất cả cái sinh hoạt của các đoàn thể chính trị này khác ở địa phương, để tránh cái tình trạng mà gọi là hiểu lầm nhau, hay là có những các kiện là không có được sáng tỏ với nhau đó, gây nên cái tình trạng chia rẽ trong dân chúng. Vì thế mà ông mới thành lập cái văn phòng đó. Và còn cái văn phòng đó là văn phòng hoàn toàn là nhân dân vậy đó, phải là không có cái gì dính dáng với chính quyền cả. Thế ông, thế còn cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung được thành lập vào cái thời gian nào, và thưa ông, cái nhiệm vụ của nó là gì thưa ông? À, cái này là một cái rất là đặc biệt. À, vâng, thì đặc biệt đó. Nhà nó thế này thưa ông, tức là vào cuối năm 57 thì phải. Vâng, cuối năm 57, cuối năm mấy, đầu năm 57 vậy đó. Thì tôi cũng như nói, mà trong sách thì tôi nói rõ ngay lúc này thưa ông, là vì lúc đó ông nhớ có một phong trào tố cộng. Thì khi mà thi hành hiệp định Geneva mới được mấy tháng đầu thôi đó, thì ở các cái tỉnh mà mình mới tiếp thu là ba cái tỉnh ngoài miền Trung là Nam Ngãi Bình Phú đó, Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên, nhưng mà nhất là Quảng Ngãi Bình Định và Phú Yên là những cái tỉnh mà bị Việt Cộng nắm giữ cho đến giây phút cuối cùng. Thì từ đó các tỉnh này nổi lên những cái phong trào là đòi dân chủ, đòi thế nào thế kia đó, tranh đấu đó, thì tranh đấu. Thì biết ngay, lúc bây giờ thì chính quyền đã biết từ trước, nhưng mà lúc bây giờ thì càng rõ hơn là về cái chuyện là những cái, thì trước khi chuẩn bị rút ra Bắc, khi thi hành hiệp định Geneva rút ra Bắc đó, thì Cộng sản đã tổ chức và gài lại những cái tổ chức của họ tại các địa phương, ở các cái tỉnh đó. Thế thành ra mới có một cái phong trào gọi là phong trào tố cộng, nhân dân chỉ mặt đặt những người nào là cộng sản, những người nào là cán bộ cộng sản, là vùng bại, vân vân. Thì trong một năm thực hiện cái phong trào tố cộng đó, thì gọi là hầu hết cái số cộng sản, cái số cán bộ cộng sản được khai lại miền Nam là bị tiêu diệt hết, bị bắt, bị ấy hết.
thì cái đó trong sách tôi có ghi rõ cái mà ông Văn Tiến Dũng, ông tướng Văn Tiến Dũng của Việt Cộng đã ghi rất rõ ràng là năm nào cái số có những nơi mấy trăm chi bộ, bây giờ chỉ còn có một chi bộ giả. Thế rồi thì ông Hoài Trung thì theo cái kế hoạch của ông Cận đã làm, thì chính người cán bộ cộng sản nhìn nhận rằng ở ngoài chung không còn cách gì được hoạt động được. À, thế rồi thì nhưng mà do đó đó, nhưng ông Cần đó, thì cái lúc mà đến cái gọi là cái giai đoạn chót của cái phong trào tố cộng đó, thì ông Cần đã nhận định rằng thì là trong cái thành phần kháng chiến có nhiều cái người, có nhiều thành phần tham gia kháng chiến không phải là vì cộng sản, à, nhưng mà là vì cái lòng yêu nước lúc bây giờ, à, cái lúc mà Việt Minh nổi lên, ai cũng với cái bầu nhiệt huyết đối với đất nước thì ai cũng xung phong vào để mà chống Pháp, để giành lại độc lập. Thế thì những cái thành phần đó là những cái thành phần bây giờ kẹt lại trong cái lực lượng kháng chiến bị cộng sản khống chế. Thành ra bây giờ ông ấy đề nghị một cái biện pháp là để mà kéo những cái thành phần đó ra, bởi vì ông nghĩ rằng là những thành phần đó là người họ hiểu biết cái nội bộ của cộng sản, hiểu biết những cái gọi là những cái sự bất mãn hoặc là những cái sự mà có những cái dạng nứt ở trong nội bộ cộng sản, rồi những người đó là những người họ có kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm chịu cực chịu khổ và gian nan trong chiến đấu, những người đó nếu kéo họ về được, họ hợp tác với mình thì cái công cuộc chống cộng sản kết quả hơn. Thành ra ông ấy mới đề nghị một cái biện pháp đặc biệt là áp dụng đối với những cán bộ cộng sản được mà mình bắt được về thì được đối xử một cách đặc biệt, nghĩa là xử với sự này, ăn ở này, không có giam giữ một cách như tù đầy, không có ấy vân vân, để cho họ thấy cái sự gọi là khoan hồng của bên quốc gia mà trở về hợp tác với mình. Thế thì cái đoàn công tác đó sau này đó đã được cán bộ cộng sản Hồi Chánh tham gia và cộng tác làm rất đặc biệt. Và sở dĩ gọi là đoàn công tác đặc biệt là vì nó được tổ chức một cách đặc biệt, là gồm cả cán bộ quốc gia và cả cán bộ cựu kháng chiến đó. Thành ra nó gọi là một cái tổ chức đặc biệt. Thì cái nhiệm vụ của nó là phanh phui cái mạng lưới tình báo chiến lược của Việt Cộng gài ở miền Nam để hoạt động chiến lược tình báo. Đó là cái nhiệm vụ của cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Vâng. Dạ thưa ông, sau năm 1975 chúng tôi cũng được nghe dư luận cho rằng chính Cộng sản Việt Nam đã phải thú nhận là từ khi có cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung ra đời đó, yeah, thì các cơ sở hạ tầng của chúng ở miền Trung như là sa sút một cách thảm hại. Yeah. À, tuy nhiên cũng có dư luận cho rằng với cái chính sách dùng lại cái người cộng sản cũ đó, yeah, ông Cẩn đã vì thiếu cẩn trọng cho nên thiếu cái sự sàng lọc cũng như điều tra và theo dõi, nên đã có một cái tác dụng tai hại là bị cộng sản lợi dụng để gài người vào hàng ngũ của chúng ta. Cụ thể người ta cho biết những trường hợp như Hoàng Trọng Bá hoặc cái cô cán bộ trẻ tên là Đặng Xuân Hương mà nó tự nhận nó là con của ông Trường Chinh, Đặng Xuân Khu. Thế ông, sự thật những chuyện này như thế nào, ông có biết không thưa ông? À, thứ nhất là thứ về ông Hoàng Trọng Bá thì tôi biết và tôi có thể nói là ông Bá không phải là cộng sản, cán bộ cộng sản. Nhưng mà còn cái cô Đặng Xuân Hương gì đó thì tôi không được rõ lắm, thật ra lúc đó tôi có nghe. Thế nhưng mà riêng về trường hợp ông Hoàng Trọng Bá thì tôi có cái sự cộng tác giữa ông với tôi trong cái việc tổ chức cái phong trào cái lực lượng nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân của miền Trung. Thì ông Hoàng Trọng Bá này đã cũng như một người ở trong quân đội mà đều bị nghi rằng là cán bộ cộng sản. Đó bởi vì họ cũng gia nhập kháng chiến, nhưng sau rồi thì họ nhận thấy là kháng chiến đó là cộng sản, nên họ đã rời bỏ hàng ngũ đó, họ trở về với quốc gia, nhưng họ đã làm việc quen theo cái lối của cộng sản, nghĩa là họ làm tích cực, họ làm một cách nghĩa là không có kể những các cái chuyện mưa nắng hay là sớm tối gì, miễn là làm sao công việc nó phải đạt và công việc phải xong. Vì thế đó mà những cái cách cái tác phong làm việc như vậy đó nó không được thích hợp lắm đối với phần đông những cái người gọi là ấy quốc gia đó. Mình nói đúng ra thì người quốc gia mình làm công việc nó có nhiều cái cảm tình và nó hơi lẻ phè hơn, mình phải nhìn nhận như vậy. Thành ra những anh em họ hoạt động, họ làm việc như thế cho nên cứ nghi rằng họ là cộng sản làm vùng. Thế nhưng mà đối với Hoàng Trọng Bá tôi không biết rõ bằng đối với người cái ông
đại úy Ngô Văn Hùng. Anh Hùng đi sau này đó, sau 30 tháng 4 1975 cũng bị đưa đi cải tạo, và anh ta đã tự tử trên chuyến xe đi từ, chuyến xe họ đưa chúng tôi từ Nam ra ngoài Bắc. Tôi đi trong chuyến xe đó, không ngồi chung toa với anh mà tôi đi cùng chuyến xe đó. Và trong thời gian mà bị giam giữ từ ở Long Giao rồi Suối Máu cho đến kia này, thì tôi biết anh Hùng với tôi cũng là chỗ thân tình. Anh cho tôi biết là những cái viên thuốc anh đem theo, và anh đã định tự tử mấy lần khi còn ở Long Giao và Suối Máu, nhưng mà tôi đã can ngăn được. Thì như thế chứng tỏ là ông không phải là cán bộ cộng sản. Thì theo tôi đã làm việc chung với ông Ba một thời gian trong cái tổ chức phong trào võ trang nhân dân, thì tôi cũng thấy anh Ba cũng nhiều người vậy, như là một cách làm việc của họ mà người ta nghi rằng là cán bộ cộng sản nhưng không phải. Và ông Ba cũng đã bị bỏ cộng sản với cái điều kiện bảo thân năm 68 đó, vào lúc đó ông đang bị giam trong lao xá Thừa Thiên, thì cái cộng sản đã vào bắt ông ra và lấy đinh đóng vào đầu xuyên từ bên này qua bên kia để mà giết ông ta như thế. Thì tôi nghĩ không phải là cán bộ cộng sản đâu. Thưa ông, sau cái cuộc đảo chính ngày 1 tháng 1 năm 1963 thì chính phủ cách mạng đã kết tội cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Phan Quang Đông cầm đầu là một cái tổ chức kinh tài của Cần Lao và được sự che chở của ông Cẩn. Tổ chức này đã bị kết tội là chuyên đi tống tiền những thương gia có máu mặt ở miền Trung, cụ thể như những ông Nguyễn Văn Yến, chủ khách sạn Maureen, ông Nguyễn Đắc Phương, anh em Trương Công huynh đệ vân vân, trong cái vụ gián điệp Pháp mà người ta cho rằng là ông Phan Quang Đông bày ra như vậy để tống tiền các thương gia. Thưa ông, tôi chắc ông là người biết rõ chuyện này như thế nào, thưa ông. Thưa ông Hồng Phúc, tôi cũng thực sự thì trong sách tôi có nói qua cái vấn đề cái cách làm việc của ông Cẩn. Ông làm việc một cách như là những nhà cách mạng của mình hồi xưa vậy, mặc dù lúc đó là cầm quyền. Cái điều đó là điều tốt mà cũng không tốt. Tốt là bởi vì những công việc làm như vậy đó, nó kín đáo và không có bị lộ những cái chuyện mà cần phải giữ bí mật. Vì cái cách làm việc của ông ngăn cách như vậy của ông ấy, thành ra ít người biết được hết các công việc của ông ấy. Mặc dù chúng tôi ngồi ở văn phòng của ông ấy, thế nhưng mà cái vụ gián điệp Pháp đó, thì nó lại nằm bên phía dân sự, thì có liên hệ với anh Hồ Đắc Trọng nhiều hơn. Nhưng mà cái vụ này đó, khi mà tôi thực hiện cuốn sách này thì anh Hồ Đắc Trọng đã hợp tác với tôi, cho tôi một vài cái yếu tố về cái. Thì khi mà đang tiến hành cái việc đó thì anh Phan Quang Đông có đôi lần đến chơi với tôi, đến nhà tôi chơi, có nói qua những chuyện đó. Và cũng có một lần anh đưa tôi đến coi một cái chỗ đã giữ mấy người đó. Thế nhưng mà, và xin đã quên, tôi cũng xin nói ngay như thế này. Thì chuyện anh Phan Quang Đông đó là một cái chỉ lo có mấy công tác đó thôi. Và anh Phan Quang Đông không phải là cái người phụ trách về cái đoàn công tác đặc biệt. Đó. Người đoàn phụ trách đoàn công tác đặc biệt là ông Dương Văn Hiệu chứ không phải là anh Phan Quang Đông. Thì còn cái vụ mày của anh Phan Quang Đông đó, thì người ta nói là như thế, và người ta đã giết ông Cẩn và giết anh Phan Quang Đông bằng cái vụ đó. Thế nhưng mà tôi có nói rõ ràng ở trong sách, trong cuốn sách của tôi đó, trong cuốn sách của tôi đó, là những cái chuyện đó là một cái chuyện nó là một vụ án chính trị. Cái vụ đó theo luật gia Nguyễn Cẩn, cựu thẩm phán, thì cái sự việc dù có như thế đi nữa thì cũng không đủ yếu tố để mà kết án tử hình ông Cẩn. Và chính vì thế mà tướng Khánh đã phải ra một cái sắc lệnh yêu cầu Bộ Tư pháp ra một sắc lệnh bổ túc để có thể kết án tử hình ông Cẩn. Thế thì những cái chuyện đó là một cái chuyện mà nó, và cái thứ nhất nữa là cái vụ đó nó không phải là từ Vĩnh Phan Văn Đông làm, nó là một cái hồ sơ có sẵn tại nhà công an Trung Phận, rồi Trung Nguyên Trung Phận. Đến khi mà cái vụ đó phát giác và bắt đầu khai thác đó, thành phui ra đó, thì cái ban khai thác của nhà công an cảnh sát Trung Nguyên Trung Phận đã có một vài người manh nha cái chuyện làm tiền, mấy cái người nhà giàu đó. Mà khi ông Cẩn biết chuyện đó, ông mới yêu cầu giao cái đó, vụ đó cho anh Phan Quang Đông làm, để tránh cái chuyện mà khách nhớ tiền bạc của người ta. Thế mà đến cuối cùng chính ông lại bị kết tội như vậy để rồi bị xử tử. Anh Phan Quang Đông. Thì ở đây tôi chỉ xin được nói qua như thế thôi. Rồi ở trong sách tôi nói rõ hơn với những cái sự tin tức cung cấp từ những người biết về cái vụ này. Dạ. Theo chúng tôi được biết thì hình như khi ra tòa, ông Phan Quang Đông cũng có khai rằng ông có nhận 1 triệu đồng
Việt Nam thời đó do ông Nguyễn Văn Yến là chủ khách sạn Morin trao lại. Và việc đó thì ông Đông có trình với ông Cẩn cái triệu đồng đó, nhưng mà ông Cẩn có bảo anh cứ giữ lấy để nuôi mấy người ở trong tù. Nhưng mà hình như tòa án không có chú trọng đến cái chi tiết đó mà bỏ qua đi, coi như là một sự lờ đi để mà kết tội ông Phan Quang Đông và ông Cẩn trong cái vụ này, thưa ông. Thưa ông, tại miền Trung, hành chánh thì có văn phòng đại diện chính phủ, mà quân sự thì có tư lệnh các quân khu. Nhưng mà việc gì thì cũng phải đợi đến ông cậu, tức là ông Cẩn, chấp thuận thì mới được. Vậy thưa ông, chức vụ chính thức của ông Cẩn trong chính quyền ở miền Trung là gì thưa ông? Cái chức vụ chính thức trong chính quyền thì không có. Ông ấy không có chức vụ gì trong chính quyền cả. Thế nhưng mà, như tôi vừa trình bày lúc nãy đó, do cái lời yêu cầu của một số đoàn thể ở miền Trung thì ông có thành lập cái văn phòng cố vấn. Thì có những các cái chuyện người ta tới người ta hỏi hay là người ta đâu, nhưng mà còn nói rằng thì là tất cả mọi việc đều phải đợi lệnh của ông mới được thực hiện thì cái đó không đúng. Bởi vì tôi ngồi ở văn phòng tôi biết có những các cái chuyện các tỉnh, nhất là những chuyện về hành chính, các tỉnh làm cái việc là không có cái gì vậy cả, nhưng mà những vấn đề về chính trị liên quan đến vấn đề chính trị thì thường là các ông phải đến hỏi ý kiến ông Cẩn để cho nó yên tâm rằng mình làm đúng đường lối của chính phủ vậy thôi. Chứ còn những công việc hành chính chứ mà ông Cẩn xin lỗi đâu có biết gì về công việc hành chính bên quân mà hỏi. Thế nói tất cả mọi việc là phải đợi lệnh của ông Cẩn thì tôi cái đó tôi khẳng định là không đúng. Thế nhưng ông nói đến ông Cẩn không là phải là một nhân viên trong chính phủ, thì có một cái điểm mà có người cho là điểm son mà cũng có người nghĩ ngược lại của ông Cẩn là thưa cái thời kỳ mà Phật giáo xuống đường ở miền Trung đó, thì trước đó nghe nói là Thượng tọa Thích Chí Quang đã vào để xin gặp ông Cẩn và để xin ông Cẩn cho lệnh để được treo cờ Phật giáo trong cái ngày Phật đản năm đó. Thì ông Cẩn là người rất vui vẻ và chấp thuận ngay, để và đồng thời còn khuyến khích bằng cách để trích quỹ của cái tổ chức Cần Lao ra để giúp cho bên Phật giáo may cờ để treo cái đó. Vậy thì thưa ông, ai là người hạ lệnh để hạ cờ Phật giáo trong cái năm đó thưa ông? Thưa ông, cái vụ Phật giáo, cái vụ cờ Phật giáo đó, nếu nói rằng ông Cẩn đã trích tiền để cho mua cờ Phật giáo là cái không đúng, cái đó hoàn toàn không có đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là bảo là ông Thượng tọa Thích Chí Quang vào xin ông Cẩn để cho treo cờ Phật giáo cũng không đúng. Cái không phải là chỉ năm đó mới treo cờ, và tất cả những năm trước đến cờ ngày Phật đản thì đồng bào vẫn treo cờ như vậy. Nhưng có một cái điều là cái chuyện này nó dài dòng, là trước đó lâu rồi, từ năm 57, 58, cái chính phủ đã ra những cái thông tư, và Bộ Nội vụ đã ra cái là chính tổng thống điện ra lệnh cho Bộ Nội vụ đã ra những các cái nghị định là ấn định cái thể thức cho quốc kỳ và cờ tôn giáo và cờ đoàn đối với quốc kỳ phải treo như thế nào, ấn định là treo bên trong bên ngoài khu thờ tự như thế nào để mà biểu lộ được cái sự tôn trọng quốc kỳ. Thế nhưng mà không ai thi hành cả, không ai ý thức được cái chuyện rằng là cái sự hãnh diện ở cái qua cái lá quốc kỳ của một cái nước độc lập. Thế cho nên cái việc thi hành không có loạt choạc lắm. Thì cho đến cái năm 61 khi ông Tổng thống Diệm ra dự cái lễ cung hiến với cung thánh đường La Vang, thì ông ấy thấy toàn treo cờ Vatican, chỉ có một cái cờ quốc gia treo trước ở giữa ở trước cửa chính của nhà thờ. Thì về bây giờ ông không lấy được, mà chính Tổng thống ông ấy chỉ thì tạo một cái sắc lệnh, và ông ấy ký cái sắc lệnh ấn định như thế, tức treo các cờ tôn giáo, cờ hội đoàn đối với quốc kỳ. Tôi cũng có nhớ hết cả cái chi tiết, nhưng mà nghĩa là phải treo quốc kỳ ở cái nơi trang trọng nhất, và ở bên ngoài các khu thờ tự thì chỉ treo quốc kỳ thôi, để tỏ ra cái niềm hãnh diện của một nước độc lập. Đó. Thế nhưng mà rồi cũng không ai thực hiện, không ai thi hành. Cho đến cái năm, hồi đó thì tôi nhớ xác định là khoảng đầu năm 62, đến năm 62, tháng 6 năm 62 đó, là dòng chú Thế Huế tổ chức một cuộc kiệu lớn lắm. Kiệu đúng ngày cũng lớn lắm, đi một khoảng đường dài cũng như vậy, khoảng độ chừng 3-4 cây số. Mà hai bên đường treo toàn bờ đây cờ nhỏ nhỏ, cờ Vatican cả. Thì cái đó thì không phải là ông Tổng thống cũng biết, nhưng mà ông Đức Cơ Thục không, khi ông biết được cái chuyện đó là ông yêu cầu chính quyền hạ ngay lập tức cái cờ đó. Ông yêu cầu nhà dòng chú Thế phải hạ những cái cờ đó lập tức. Để khi mà kiệu về mà châu thánh thể mà gọi là kết thúc đó, phải hạ đi cờ hết thì ông mới đến, ông mới chủ tọa cái châu đó. Đó, thế mà ông không ai nói ra cái chuyện đó cả, người ta biết, người ta không biết.
Thế cho đến khi mà vụ Phật giáo, cờ Phật giáo năm 63 đó đó, thì thực sự cái lệnh mà cái chuyện này nó dài dòng, không phải cái lệnh mà gọi là nhắc lại cái chuyện treo cờ theo quy định đấy, không phải là ra sát ngày thứ sáu, ngày trước ngày nãy như vậy đâu. Cái chuyện đó ông Tổng thống nói lâu rồi, mấy tháng trước rồi, tôi có nói trong sách tôi. Thế nhưng mà không hiểu tại sao họ để cho đến ngày cho họ mới đưa ra. Họ đưa ra thì thực sự tôi cũng được rõ lắm, nhưng mà sáng hôm đó đó, trước khi tôi lên văn phòng thì nhà tôi có cho biết rằng là chị bà nấu ăn, nhà tôi đi chợ thì nghe ngoài chợ cầm chì rủ nhau đi chiều đi biểu tình để chống chuyện chống treo cờ Phật giáo, chống treo cờ Phật giáo ngày Phật đản. Thì lúc mà đi lên đường lên văn phòng, tôi vào thẳng nhà ông Cần, tôi hỏi ông cảm ơn chị ông chạy rõ chứ có cái điện này nhắc treo cái đình thôi. Thì tôi vào ở ngoài chợ như thế đấy, thì ông kêu ông tỉnh trưởng vào, ông hỏi ông tỉnh trưởng bảo không biết thì cái tiếng đó, thì ông nói với ông tỉnh trưởng đặng liền tụ về cho xe thông tin đi loan báo ngay, yêu cầu đồng bào Phật tử treo cờ Phật như thường lệ như mọi năm, không có cấm cản gì hết, xe đi loan báo liền. Thế còn cái chuyện mà đến chiều thì còn cái chuyện mà xảy ra là có một đoàn chức với lại sinh viên độ khoảng 100 người đến biểu tình trước tòa hành chính Thừa Thiên, yêu cầu rút lại lệnh cấm treo cờ. Nhưng mà khi ông tỉnh trưởng ra giải thích này khác thì họ giải tán về với đồn thôn gì cả. Dạ, thưa ông, chúng tôi xin cảm ơn cái lời giải thích của ông, nó đã hiệu đính một cái sự kiện lịch sử, thưa ông. Yeah. Cái điều mà chúng tôi vừa trình bày với ông thì đây là chúng tôi đọc ở trong cái cuốn Thôn Nữ Tự Truyện của bà Ngọc An. Bà đó là vợ của ông cựu giám đốc nhà công an Trung Phật, ông Trần Văn Thưởng. Thưa, chúng tôi xin được đọc nguyên văn ở trang 201 như sau. Nhưng năm 1963, khi mùa Phật đản rằm tháng 4 sắp tới gần, Thượng tọa Thích Chí Quang đã tới gặp ông Cẩn xin phép treo cờ Phật giáo tại thành phố Huế trong những thời gian mừng lễ. Ông Cẩn không những đồng ý mà còn bảo Hoàng Trọng Bá xuất quỹ kinh tài của đảng Cần Lao cho chùa Từ Đàm một số tiền lớn để tổ chức lễ và may thêm cờ. Đấy là những điều chúng tôi vừa mới thưa với ông. Nhưng cũng may là câu trả lời của ông đã làm sáng tỏ một vấn đề. Thưa ông, trong cái cuốn hồi ký Việt Nam Nhân Chứng của Trung tướng Trần Văn Đôn, ông có viết là tướng Nguyễn Khánh có cho tướng Lâm Văn Phát đến gặp bà Trần Dung Dung, yêu cầu ông Cẩn ký giấy ủy quyền cho tướng Khánh lãnh 6 triệu đô la trong chương mục của ông Cẩn ở ngân hàng tại Thụy Sĩ. Thì ông Khánh sẽ tha cho ông Cẩn và lo phương tiện cho ông Cẩn đi ra ngoại quốc. Thưa ông, sự thực thì ông Cẩn có nhiều tiền đến như vậy không thưa ông? Thưa ông, tôi cái chuyện ông tiền của ông Cẩn thì tôi cũng không có biết rõ lắm. Thì tôi thì không có dính dáng về vấn đề tiền bạc. Thế nhưng trong cái điều là cái vụ này đó, cũng tôi cũng đọc ở trong cái cuốn Việt Nam Nhân Chứng của ông Tướng Đôn, mà tôi thấy cái chuyện này tôi cũng ngạc nhiên. Thành ra khi mà ông Trần Trung Dung ông ấy qua đây đó, ông ấy qua bên Cali này, ông ấy thì cũng đi theo cái viện HO đó. Thế thì ông khi ông ở cái nhà dưỡng lão của người Mỹ ở cái đường 13 ở thành phố Westminster đây, tôi có đến thăm ông hai ba lần và tôi có đề cập đến vấn đề đó. Thì ông Dung có xác nhận với tôi rằng Lâm Văn Phát, Khánh có sai Lâm Văn Phát đến, đúng là có đến để yêu cầu bà Dung vào, để yêu cầu ông Cần chuyển số tiền ở không nói rõ là bao nhiêu, rồi chuyển số tiền mà ông Cần có ở bên ngân hàng Thụy Sĩ cho tướng Khánh, và tướng Khánh sẽ tìm cách để mà bí mật đưa ông ra ngoại quốc. Thế thì theo ông Trần Dung kể lại với tôi thì bà Dung ngày hôm sau vào nói với ông Cần như vậy. Thì ông Cần nói như thế này: Bây trừ còn tiền bạc chi mua mà cho chúng nó. Đó là nguyên văn lời ông Trần Dung kể lại với tôi. Và tôi có hỏi thêm ông Dung rằng là trong cái cuốn nội ký của ông Đôn, thì ông Đôn có nói rằng ông Cần có nói với bà nhà, tức là bà Dung đó, là tao không cho chúng nó, nhưng mà nếu mày có cho, mày có nhận thì tao cho. Chứ ông bảo mà ông Dung nói với tôi mà làm gì mà có cái chuyện đó, không hề có chuyện đó. Rồi thì ông Dung, tôi không hỏi nữa, mà ông Dung nói tiếp. Ông bảo thời bây giờ làm gì mà làm sao mà có một số tiền lớn vậy được. Thì đó là ông Dung là một con người, nghĩa là nhà ông ấy từ nguồn gốc từ ông cụ cho đến ông ấy này khác là giàu có. Nhưng mà ông ấy cũng nói như vậy là cái thời đó không thể nào có một số tiền lớn như vậy được. Đó là cái nhận định của ông Dung. Tôi thì tôi không biết rõ là ông Cần tiền bạc của ông Cần như thế nào, tôi cũng được biết lắm. Dạ thưa ông, ông là một người gần gũi ở trong dinh của ông Cẩn. Chắc ông có biết một người mà mọi người gọi là nhân vật số 2 sau của ông Ngô Đình Cẩn ở trong dinh của ông Cẩn ở ngoài Phú Cang. Đó là bà Luyến.
Thưa ông, bà Luyến là một quản gia của ông Cẩn và cũng là chị họ của ông Cẩn và đã có chồng. Dư luận thì cứ đồn đãi là có sự tư thông bất chánh giữa bà Luyến với ông Cẩn. Và dư luận còn đi xa hơn nữa, nói rằng hai đứa con sau này, một đứa tên Thanh, một đứa tên Liêm là con của ông Cẩn, vì trông giống ông Cẩn đến 80%, đó là nguyên văn. Thưa ông, xin ông cho nghe về cái chuyện này, sự thật nó như thế nào thưa ông? Vâng, thưa ông, cái vụ này đó thì đúng là ông Cẩn bị nghi như vậy. Không phải là người ngoài đâu, mà ngay người thân trong gia đình cũng nghi ngờ như vậy. Bởi quả thật là bà Luyến là cái người mà không hẳn là quản gia, bà là cái người mà đã hầu hạ bà cụ Cố Khả từ lâu năm. Nghĩa là từ khi các ông anh mà đi tây tứ tán, ông thì làm quan, ông thì ấy, rồi thì ông Nhu thì đi du học, ông Diệm thì hoạt động cách mạng, rồi không có ấy, thì chỉ có mình Cẩn ở nhà, như tôi vừa nói đấy, ông Cẩn ở nhà chăm sóc mẹ già, lo vườn, lo tược, lo ruộng, lo nương. Thế thì cái người mà săn sóc bà cụ Cố, hầu hạ bà cụ Cố mà nấu ăn uống trong nhà là bà Luyến. Và còn ông chồng bà Luyến á, thì là lo vườn tược trong nhà đó, làm vườn làm tược, trồng cây trồng cối trong nhà. Thế thì đúng là bà Luyến có sinh đôi, hai đứa con tên là Thanh và Liêm là đúng, và hai đứa này có một đứa giống cũng Cẩn như đúc, có thể nói là như đúc, nghĩa là giống từng tí một, kể cả cái tóc quăn quăn vân vân, nên ai cũng nghi như vậy cả. Thì tôi cũng biết sự việc như sao, bởi vì thực sự không ai biết cái chuyện đó nó xảy ra làm sao, ai đâu có biết được, có không ạ? Dạ. Trừ có bên này người ta có thử cái gì đó, DNA gì đó thì phải ra. Chứ còn cái trông giống giống thì nó vô cùng. Nó đã xác quyết được cái chuyện đó. Vâng. Nhưng mà, có một lần, ở đây, ở tại Mỹ này, khi mà tôi thực hiện cuốn này, tôi cũng muốn có một cái gì cho nó rõ ràng hơn ở trong cái cuốn sách của tôi về vấn đề đó. Thì tôi có gặp Linh Mục Ngô Văn Trọng, hiện giờ sống ở đây, ở thành phố Gamingo ở đây. Thì ngài đó là vào cuối thập niên 40 là khi ngài mới được thì về làm phó sứ ở Phú Cang. Và hàng tuần, cha Ngô Văn Trọng là người đến giải tội cho bà cụ Cố, cho ông Cẩn, rồi thì đưa mình thánh hoặc là làm lễ cho bà cụ Khả coi, bởi vì bà cụ Khả bây giờ bị liệt ở người, không có đi lại được. Thì tôi có nói chuyện, đề cập tới cái chuyện tiếng tăm của ông Cẩn thế nào thế kia. Thì ông Long cũng biết trong bên Công giáo đó, đối với các linh mục thì có một cái luật là khi mà giải tội cho một người nào thì dù có bị chết ngay, bị giết, bị gì đi nữa thì cũng không được phép tiết lộ những cái tội người đó đã xưng ra với mình. Thì thế cho nên khi tôi đề cập tới cái chuyện ông Cẩn tái tiếng như thế đó, thì cha Ngô Văn Trọng chỉ nói như thế này: ông Cẩn là một người có lương tâm rất nhiệm nhặt. Thì đối với người Công giáo chúng tôi đó, chúng tôi hiểu rằng cái người mà đã có lương tâm nhiệm nhặt, tức là rất là cẩn thận và chắc chắn như nó kia đấy, thì không thể làm những chuyện như vậy được. Những chuyện có thể gọi là loạn luân như vậy được. Đó. Thì tôi chỉ biết chuyện đó, kể lại với ông, với quý vị thính giả của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Dạ, dạ thưa ông, chúng tôi có một câu hỏi này, chúng tôi xin phép được dài dòng trước khi đặt câu hỏi với ông. Dạ. Thưa ông, chúng tôi còn được đọc một cái chuyện tình thứ hai của ông Cẩn rất là thương tâm. Chuyện như thế này, ông Cẩn có một thời gian tá túc ở trong nhà một người quen giàu có ở Phan Rang, ông đó tên là ông Câu Xuyến. Ông Câu Xuyến quá vợ và có một người con gái duy nhất tên là cô Bảy Dung. Vì thương con và yêu vợ nên ông Xuyến đã không có tục huyền. Một thời gian sau tự nhiên cô Bảy Dung có bầu, bụng có một ngày một lớn, và rồi thì không giấu giếm được làng xóm. Và bắt đầu đến giai đoạn đó thì ông Cẩn đã không còn ở trong nhà của ông Câu Xuyến nữa, đã ra đi rồi. Và ông Câu Xuyến bị người ta nghi ngờ, làng xóm nghi ngờ là ông này loạn luân với con gái. Cho đến cái ngày khai hoa nở nhụy đó, thì cô Dung hạ sinh được một bé gái. Và sau một thời gian, ông Câu Xuyến qua đời trong cái nỗi oan khiên như vậy. Và cô Bảy Dung thì lúc đó phải nhắm mắt để lấy một người chồng không có tương xứng với mình. Và không bao lâu sau thì cô Bảy Dung cũng từ trần trong một lần sinh khó. Vào khoảng năm 1960, có một người em họ của cô Bảy Dung có cơ hội được gần gũi tiếp xúc với ông Cẩn, và vì được ông Cẩn quý mến cho nên mới liều lĩnh để mà chất vấn ông Cẩn về vấn đề này, để mong giải oan cho người cậu của mình, tức là ông Câu Xuyến. Và theo lời người này kể lại đó, thì ông Cẩn đã nhận sự thật, ông là tác giả cái bầu của cô Bảy Dung, và đứa bé gái đã được các bà sơ ở bên Kim Long nuôi dưỡng ở Huế. Thưa ông, ông có biết gì về câu chuyện này không thưa ông?
không tự, cái câu chuyện này thì hoàn toàn tôi không biết và cũng không hề nghe ai nói bao giờ cả. Và theo tôi thì không, cái điều là tôi nghĩ rằng cần không biết có thời gian nào ông ấy lại xa nhà ở lâu và ở Phan Rang như vậy không thì tôi không rõ. Bởi vì ông Cần theo tôi biết là những người ở Phú Cam, những người xung quanh đã đều biết là ông ấy gần như là không rời bà mẹ bao giờ cả, không bao giờ xa nhà cả. Thì tôi không hiểu là ông Cẩn đã vào ta túc ở trong đó ở Văn Giang thời nào, thời gian nào thì tôi không rõ. Cái chuyện này tôi không hề nghe, bây giờ tôi mới được ông nói như vậy và tôi mới được biết. Còn từ trước thế này, nghe cái chuyện bà Luyến có, nhưng còn chuyện này thì không hề nghe ai nói, không hề, tôi không hề được biết bao giờ cả. Vâng. Thưa ông, chúng tôi cũng đồng quan điểm với ông là cái chuyện bà Luyến thì mình có nghe đồn đãi lai dài chỗ này chỗ kia một chút. Nhưng mà câu chuyện này thì hoàn toàn là mới lạ. Vâng. Và nhưng mà nó lại làm giấy trắng mực đen đàng hoàng, cho nên tôi muốn hỏi ông để muốn xác minh một cái sự thật, có thể là giải oan cho ông Cần, có thể là để cho lịch sử biết rõ sự việc ra làm sao. Vâng. Dạ. Thì đấy thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó mà nếu muốn biết rõ thì tôi nghĩ rằng thì là chỉ có cái là bây giờ tìm hiểu ngay cái chuyện có thời gian nào ông Cần vào Phan Rang mà để ở như thế không, ông có quen biết gì ở Phan Rang đâu. À. Nếu có thì phải là cái thời kỳ mà ông Diệm làm cái một quản đạo Phan Rang, Phan Rang đấy. Thì nếu mà ông Phần, ông Diệm làm quản đạo trong đó thì đâu có một năm thì phải. Mà nếu mà ông Diệm là quản đạo thì ông Cẩn mà vào với ông Anh đó, thì việc gì phải đi tá túc với nhà ai? Dạ, thì hai anh em cùng đều là độc thân cả, việc gì phải đi ở một chỗ khác. Thì đó là một chuyện nó không hợp lý, có phải không ạ? Còn theo tôi thì tôi nghĩ rằng thì là ông Cẩn là cái người mà khi mà các anh đã đi vắng cả mà ông ở nhà là ông không bao giờ ông rời bà mẹ ông cả. Cho đến nỗi mà đến cái ngày mà đảo tranh mùa 1 tháng 11 năm 1973 sau khi biết được tin ông Diệm và ông Như chết rồi đó, bị giết rồi đó, thì tòa lãnh sự Mỹ mời ông qua để lánh nạn qua bên đó và hứa rằng sẽ bảo vệ cho ông Như đã bảo vệ ông Thích Chí Quang. Thì ông cũng đòi ngay rằng thì là bây giờ có ba mẹ già ông không thể sang mẹ ông được, tính ra phải nhận cả ba mẹ thì ông mới đi, còn nó không thì thôi. Thì nhà ông cũng không sang vào lãnh sự Mỹ là vì thế. Thế thì tôi nghĩ rằng biết ông ấy, ông đi vào Phan Rang hồi nào và lại xa nhà như vậy để ba mẹ nhà mình hồi nào tôi không rõ. Dạ, thưa ông, cũng có lời đồn đãi về cái cá tính của ông Cẩn á, có thể là vì thân mật hay là bình dân thì ông thường gọi những người cấp dưới hay gần cận ông là mi và xưng tao. Tao chứ không phải tao, tao tiếng Huế chắc là tao. Vâng, cái tiếng Huế mà tiếng ấy thì là tao đó. Vâng. Thế trong sách của ông thì ông có nói, ông có viết rõ là ông gọi ông Cẩn bằng cậu và xưng con. Thưa ông, thế ông Cẩn gọi là ông bằng gì thưa ông? Gọi tôi á? Vâng ạ. À. Thường là gọi chú thôi. À vâng. Chứ không có gọi Mỹ đâu. Vâng. Vâng. À, thưa ông, ở vào giữa cái thế kỷ 20 này mà có một người đàn ông còn ăn trầu bòm bèm, không có một thành tích cách mạng, chưa có một ngày đảm nhận những công việc hành chánh ở trong đời, là thượng cấp mà đôi khi hờn giận thì hay nói lẩy rồi lại bỏ đi. Như vậy mà được giao cho cái nhiệm vụ lãnh đạo một phần của đất nước, thì chính phủ Nguyễn Đình Diệm nếu bị gọi là gia đình trị có sai chăng thưa ông? Thưa ông, không phải ông Cẩn không có được giao cái nhiệm vụ lãnh đạo gì ở miền Trung cả. Đấy, tôi cần nói lại là cái chuyện mà lập cái văn phòng cố vấn là do những cái yêu cầu của các Mỹ đoàn thể như thế. Và thực sự thì cũng có những cái mà tôi thấy cũng có những cái người ta gặp ông người ta hỏi thì có những cái không. Thế còn cái chuyện mà nói rằng thì là ông Cẩn là một cái người thất học, thiếu học rồi không biết gì, không có kinh nghiệm gì mấy như thế. Thì xin đọc cái phần mà công việc của ông mà tôi đã kể trong đó, và nhất là cái thành quả của cái đoàn công tác đại diện miền Trung mà đã đạt được đó. Thế và để chứng tỏ cái chuyện mà ông Cẩn có phải là cái người rốt nát và gọi là ý quyền ý vào ông Anh để mà làm những chuyện bậy bạ không ấy, thì xin đọc cái câu mà tôi trích ở trong, tôi có ấy ở trong sách của tôi đó, tôi trích ở trong tờ báo Thanh Niên của Hà Nội hiện giờ. Không biết bây giờ còn cái loạt bài đó còn kéo dài đến bây giờ hay không, nhưng mà cái số đó là số ra năm ngoái vậy. Là cái ông Mười Hương là ông chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược của Cộng sản Bắc Việt hoạt động tại miền Nam, và chỉ huy cái mạng lưới đó cả miền ở miền Nam, ở Cao Miên và ở Lào nữa. Thì ông biết cái vai trò quan trọng của cái ông Mười Hương như thế nào. Và cái ông đó đã bị đoàn công tác đại biểu Trung Bắc, và bây giờ cái tờ báo Thanh Niên thì phải thì ở Hà Nội có đang viết một loạt bài về ông ấy với cái tựa đề là tướng tình báo. Thì trong đó
ông Mười Hương trong một bài báo mà nói về ông Cẩn, về cái đoàn của ta được chung thành quả của cái đoàn đó, thì ông Mười Hương có nói một câu như thế này: lâu nay chúng ta cứ chê thằng Cẩn là miệng nhai chầu bỏm bẻm, chân đi cũng mộc, chê như vậy là không đúng đâu, thằng Cẩn giỏi lắm, mưu trí lắm. Đó, đó là cái sự nhìn nhận của một cán bộ cao cấp, cấp ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Trung ương, Trung ương Đảng của Cộng sản đó, chứ không phải là tôi đâu. Xin thưa ông như vậy để ông thấy rằng thì là cái khả năng của ông Cẩn như thế nào. Dạ. Dạ, thưa ông Nhân, ông nói đến một vài cái tài liệu ông có trích đăng ở trong cuốn sách của ông, chúng tôi có một vài thắc mắc ở một vài cái dữ kiện mà ông dẫn ở trong sách đấy, thưa ông. Thứ nhất, nơi trang đầu thì của cuốn sách mà dòng họ Ngô Đình ước mơ chưa đạt được của ông đó, ông có cho in lại những dòng thủ bút của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và với bốn câu thơ ở trong sách. Là bốn cái câu thơ đó là: ông cha gầy dựng nước non nhà, trải mấy mươi đời để lại ta, thà chẳng có ta thôi cũng chớ, quyền chưa trả chủ quyết không tha. Thứ nhất, thưa ông, chúng tôi có một thắc mắc là cái nét chữ ở trong mà ông chụp để in lại đây đó. Dạ. Thì chúng tôi thấy là nét chữ đứng mà có vẻ hơi ngoạch ngoạc một chút. Dạ. Trong khi chúng tôi được có dịp đọc những lá thư của Tổng thống Ngô Đình Diệm viết cho cựu Hoàng đế Bảo Đại, thì ông viết chữ nghiêng và nét chữ rất đẹp, đôn hậu, chân phương lắm. Dạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Tổng thống Diệm là một người ít được biết đến như một người xính làm thơ. Ở đây thì là một lá thơ ông gửi cho các đồng chí của ông mà ông lại làm thơ thì cũng có hơi lạ. Mà nhất là khẩu khí thì lại không có vẻ gì xuất sắc lắm. Thưa ông, xuất xứ của lá thơ này ông có tin tưởng lắm không, thưa ông? Cái này là trong một cái tài liệu mà tôi có, là trong một cái tài liệu mà do những anh em họ qua đây trước được á, họ đem theo. Thì nó nằm ở trong cái tài liệu mà về ấp chiến lược, về các cái sách lược của chế độ nhất Cộng Hòa đó. Vâng, thì trong đó có cái bài thơ này. Và đấy, những cái ghi chú rõ ràng là như vậy. Còn cái nét chữ của ông Diệm, tôi đồng ý với ông. Trong một cái thơ, tôi có cái thơ ông ấy viết về cho ông Nhu, thì cái nét chữ rất là khác. Đúng thế, tôi đồng ý với ông. Thế nhưng mà dưới đây á, thì nói rằng là dưới cuối cái lá thơ thì ông ấy viết vậy. Thì tôi cũng không hiểu rằng là... vâng, thì cái nét chữ đó ông viết trong một cái lúc vội vã hay là thế nào đó, thì tôi không rõ lắm. Nhưng mà đó là một cái tài liệu rõ ràng. Dạ, thưa ông, ngoài ra ông có trích dẫn một câu nói của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mà chúng tôi xin phép được đặt một nghi vấn. Thưa, câu đó là: nếu tôi tiến, các ông sẽ theo tôi. Nếu tôi lui, các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết, các ông hãy theo gương tôi. Đó là câu của ông. Nhưng mà theo nhiều người biết ấy, thì là: nếu tôi chết, các ông hãy trả thù cho tôi. Thưa ông, câu nào là đúng, thưa ông? Thưa, tôi nghĩ rằng là cái câu mà nói rằng nếu tôi tiến theo tôi, nếu tôi lui giết tôi, nếu tôi chết trả thù cho tôi đó. Vâng. Thì nếu tôi nhớ không lầm là một cái câu nói của một vị tướng Pháp thời trước đó, tôi không còn nhớ tên. Thì người nào nhắc lại cái câu đó thì có lẽ họ đã lầm trong cái đó. Còn cái điều, cái câu mà tôi trích trong cuốn phổi của tôi đó là do ông cựu dân biểu thời nhất Cộng Hòa Cao Xuân Chiểu đã ghi lại rõ ràng, bởi vì ông Cao Xuân Chiểu là ở trong cái đoàn quốc hội vào mừng ngày 23 tháng 10 năm 63, nghĩa là trước đảo đánh ít lâu được. Đó. Thì ông ấy ghi lại rõ ràng là ông là cái người trong phái đoàn và đã chính ngài ông ấy nghe ông Tổng thống Diệm nói là như thế, và ông ấy ghi lại như vậy đó. Và ông ấy rõ ràng là cái là của ông cựu dân biểu Cao Văn Chiểu, cái đó thì ông có thể kiểm chứng được. Với các vị dân biểu của Đại Nhất Cộng Hòa bây giờ còn nhiều người, còn nhiều, ví dụ như Hải Chi ở San Jose bây giờ rồi, thì còn nhiều lắm, nhiều vị dân biểu ông ở đây trong quát chẳng hạn, vâng. Là thưa ông, với một cuốn sách và dày trên 600 trang và viết rất nhiều chi tiết về gia đình dòng họ Ngô Đình của ông, chúng tôi chắc chắn là trong tương lai sẽ xin được gặp lại ông nhiều lần để thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn khác nữa. Hôm nay vì thời gian giới hạn, chúng tôi xin phép được gửi đến ông một câu hỏi sau cùng để kết thúc cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông là người viết sử. Theo ông Ngô Đình Cẩn là một người như thế nào? Tốt, xấu và khả năng lãnh đạo ra sao? Và ông Cẩn đã lưu lại những gì trong lịch sử của đất nước chúng ta, thưa ông? Trong cái này thì có lẽ nó, để trả lời được cái câu hỏi ông nói như vậy đó, thì nó cũng là một câu trả lời hơi khá lớn đó.
Thì tôi nghĩ rằng là tôi trong cái hồi ức của tôi đó, tôi kể lại những cái sự việc có thật và những cái sự việc mà do các nhân chứng trong cuộc cung cấp. Tôi không có một cái kết luận là tội ai, ai phải, ai trái, ai tội ai không cả. Thì đối với ông Cẩn cũng vậy, tôi kể lại những cái sự việc tôi biết, có những cái việc chính ông giao cho tính tôi làm, có những cái việc mà mọi người đều biết nhưng mà biết một cách theo một khía cạnh khác. Thế rồi thì cũng có những các cái việc mà các nhân chứng trong các cái công việc đó, tôi nói ví dụ như là cái vụ án tại địa miền Trung, đoàn công tác tại địa miền Trung, tôi được anh Phan Quang Đông, tôi được ông Dương Văn Hiếu kể lại và ghi lại, viết lại rất rõ ràng. Anh Phan Quang Đông thì không phải là kể lại với